Dạ vâng, và chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã đến với video mới nhất của Huấn Audio. Ở trong clip ngày hôm nay, em giới thiệu đến với tất cả quý vị và các bạn một combo để dựng nên một loa bookshelf cỡ nhỏ để anh em mình nghe phòng ngủ, hoặc là anh em có thể ghép để làm loa trợ lời cho loa hát karaoke. Cấu hình em muốn dựng đến ở đây là dùng bát 16 của Casun anh em nhé, bát 16 của Casun có model là QF6210 như anh em đang theo dõi đây. 130W cho một chiếc bát này, trở kháng 8 ohm anh em nhé, trở kháng 8 ohm. Bát gân cao su, riêng thằng bát Casun 16 này anh em yên tâm về các giải nơi và giải trống đánh, giải bát đánh rất thích luôn. Và tí nữa bên em có báo giá và có test nhạc cho anh em mình cùng theo dõi. Đó, về bát anh em nhé, bát Casun. Và em lấy thước em đo cho anh em mình xem nó là bao nhiêu nhé. Có thước sẵn đây. Bát Casun 16 viền 16,5cm. Như vậy anh em muốn khoét thùng thì mình trừ đi khoảng tầm 2,5 anh em nhé. Trừ đi 2,5 hai bên vào ấy thì đang là 16,5, thì mình khoét tầm 14 là ok. Và chép thì lúc nào cũng là em phải ghép chép truyền thống rồi, chép hay rồi, chép của JBL23XT. Con này công suất đương nhiên là 250W là không được đâu anh em nhá, anh em mình xác định nó thì rơi vào tầm khoảng tầm 25-30W thôi, chứ đừng nghĩ kèn nó lớn như vậy được, chỉ 25-30W thôi. Cái phễu kích thước là 12 x 12. Như vậy anh em mình khoét tròn 11 là ok. Và phân tần em dùng phân tần 2 đường tiếng bát và tép. Đó. Một bát một tép. Phân tần có 2 quận cảm anh em nhá. Tụ này, trở, tất cả trông rất xịn sò luôn. Và khi anh em mình mua cái combo này về để chế thì em sẽ đưa cả hậu loa luôn anh em mình chơi. Về chế không phải đi mua thêm. Đó là về cấu hình như này. Đó, và em tí nó test nhạc xong anh em nhé, thì bên em có báo giá cho anh em mình xem. Và để em đấu dây dạo xong thì em tí em qua cảnh một chút. Và chào các bác. Và em đã đấu xong hết cái combo này vào rồi, đấu cả hai loa luôn anh em nhé, đấu cả hai combo luôn, dây dạo đấu hết rồi anh em này, đấu một dây chung vào đây và đánh từ trực tiếp từ đẩy ra luôn cho nó thành tá tràng. Và sau đây mời anh em mình cùng nghe một chút. Dạ vâng, và bên em mới có một chút cái nhạc test trên mạng anh em mình nghe và đánh giá chất âm của cái combo em chế theo cái phương thức của loa JBL210. Và giá trọn bộ của combo này anh em nhé là 1,4 triệu và được bao ship toàn quốc. Vậy bà con các bác có nhu cầu dùng đến sản phẩm này hoặc cần tư vấn gì đó thì liên hệ trực tiếp cho em qua số máy 0904 612323. Và anh em lưu ý rằng anh em nếu mua bát rồi cũng bán, và chép rồi cũng bán, và phân tần rồi cũng bán. Anh em cần loại nào thì comment ở dưới video hoặc là gọi điện trực tiếp cho em. Và xin chào mọi người và cảm ơn mọi người.